Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 63. Một khi nghe qua tai đã trồng được thiện căn. Pháp môn niệm Phật thù thắng, không có lời gì để nói. Mười phương chư Phật tán thán là có đạo lý, không phải tùy tiện dễ dàng mà tán thán. Bạn xem, trên kinh nào mà có mười phương chư Phật tán thán? Không có, không tìm ra. Chỉ có bộ kinh A Di Đà này. Mười phương tất cả chư Phật đều tán thán. Tu pháp môn niệm Phật, bạn chân thật tu có lực thì phiền não của bạn nhất định mỗi ngày giảm nhẹ. Vô minh nhất định mỗi ngày giảm ít. Giác tánh của bạn dần dần sẽ lộ ra. Khi đến lúc lâm chung, Phật đến tiếp dẫn bạn. Phật quang chiếu đến bạn, Phật lực gia trì bạn. Vào lúc này bạn được nhất tâm bất loạn. Vừa vãng sinh thì viên chứng tam bất thoái. Cái đạo lý này chính là như vậy. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn nhị lực. Pháp môn thù thắng như vậy phải cực lực mà đi tuyên dương. Việc tuyên dương này, một chúng sinh tin tưởng rồi thì một chúng sinh thành Phật. Không chỉ là được độ mà họ thành được Phật. Nếu hai người tin tưởng thì hai người thành Phật. Người chân thật tin tưởng đó là đại thiện căn, đại phước báo. Trên kinh đã nói, không thể thiếu thiện căn phước đức, nhân duyên mà được sinh nước kia. Chúng ta vì chúng sinh làm được là nhân duyên, chính là đem cái pháp môn thù thắng này, công đức lợi ích của pháp môn giảng giải cho người khác nghe. Họ tin tưởng rồi thì có đại thiện căn, đại phước đức. Họ không tin tưởng thì họ không có thiện căn, không có phước đức. Tuy là không có thiện căn, không có phước đức, vừa nghe qua tai đã trồng được thiện căn. Hạt giống của họ đã trồng xuống rồi, ngay đời này không có được thành tựu, tương lai còn có cơ hội thành tựu. Có thể đem cái việc này làm được tốt, chính là báo đáp ân Phật. Chúng ta bình thường dụng công tu học tất cả thiện pháp đều có thể hồi hướng Tây phương tịnh độ. Tại vì sao ta phải làm những việc này? Vì để cầu sinh tịnh độ. Ngay trong mỗi niệm của chúng ta, bất luận làm bất cứ việc gì, khởi tâm, động niệm, hành vi, tạo tác, đều là vì để cầu sinh Tây phương tịnh độ. Thậm chí đến mặc áo ăn cơm. Tại vì sao ta phải ăn cơm? Vì để cầu sanh Tây phương tịnh độ. Nếu ta không ăn cơm, thân thể của ta không có sức lực. Ăn no rồi, thân thể có sức lực. Có sức lực để làm gì vậy? Có sức lực để niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Không luận là bất cứ sự việc gì, đều phải đem công đức hồi hướng Tây phương. Đối nhân xử thế, tiếp vật đều cũng là như vậy. Trừ khi người chúng ta không thể tiếp xúc được,
phàm hễ có thể tiếp xúc được, thì đều phải nên khuyên họ niệm Phật. Họ tin tưởng thì tốt, không tin tưởng không hề gì. Không tin tưởng một câu A-di-đà Phật, họ đã nghe lọt qua tai rồi. Một khi nghe qua tai, đã trồng được thiện căn. Ta đã đem câu A-di-đà Phật giới thiệu cho họ rồi. Tại vì sao phải làm như vậy? Vì để sinh Tây Phương Tịnh Độ. Vì để cầu sinh Tây Phương Tịnh Độ, thường phải hay dụng tâm như vậy. Vậy thì với Tây Phương Tịnh Độ liền được tiếp cận rồi. A-di-đà-phật. Namo Amida Phật.